Xin chào quý thư mến, hiện tại thì em cái đang con đường đi vào nhà của anh Lúa, hai vợ chồng sống trong lòng đất. Sáng nay em cái có chút công việc bên trong này thì tiện đường mình đi về, để hôm nay cũng đi vào đế ghế qua thang vợ chồng anh Lúa. Không biết là trong vòng một năm trôi qua thì xem nào cái con vật nuôi phát triển đến đâu, hoặc là gia đình vợ chồng làm ăn như thế nào rồi cô bác ạ. Thực sự là trước kia gia đình anh Lúa cũng là một cái gia đình rất là khó khăn, đào một cái hờn đang sống ở trong lòng đất. Nhưng mà từ lúc được anh em, anh Ngọc vào đây làm cái cầu nối á, được các cô bác giúp đỡ làm cái ngôi nhà vật nuôi xong thì anh em mình ít khi vào đấy rồi. Thì 2-3 tháng vừa rồi cũng có vào đấy một lần thì cũng không gặp vợ chồng anh Lúa ấy. Thì chị thấy các cháu chúng bảo là gia đình anh Lúa thì về đất đai thì cũng thiếu, không có đất để canh tác đây, đất rất là ít, thì về cái lương thực thì không đủ ăn nhé cô bác nhé. Hôm nay mình Tết cũng gần đến nơi rồi, các em cái cũng thành thản tiện đường đi về, mình ghé qua để thăm gia đình xem nào Tết đến nơi anh Lúa có chuẩn bị gì để ăn Tết không. Gia đình anh Lúa thì cũng rất là đông con. Về cái kế hoạch ấy, thì thực sự anh em mình cũng là tuyên truyền rồi, nhưng mà đã để ra rồi thì thôi. Lúc mình đã vào đấy thì anh Lúa cũng có 4 cháu, bây giờ để thêm một cháu nữa thì là anh Lúa cũng có 5 cháu cơ. Thì bây giờ trước kia anh Lúa theo cái con đường này đi vào bên trong đấy, toàn lấy cái mán ấy, mán bò ấy. Hôm nay có mưa phùn nhé, đường thì rất là trơn, xe máy không qua được ạ. Anh em mình để xe bên trên thì đi bộ xuống thôi. Nhìn thấy được cái con đường này thì đi rất là khó khăn, trơn lắm Minh ạ. Từ từ nhá. Này xe thì trôn xuống thì lên dốc thì lại không được. Ôi. Úi, từ từ nhá. Này rất là trơn nhá. Tại là mấy hôm nay mưa ấy, cho nên là đường rất là trơn. Đoạn nào mà nó dân thì nó rất là trơn. Và bên này là nhà của ai hả anh cái? Đây cũng là ngôi nhà của hàng xóm. Nhà hàng xóm à? Cái lầu như trên đó. Xuống là lầu bác nhá. Nhà chú này. Nhà của chú à? Lít thì luôn như trên nhá nhá. Còn lít thì bố giò quá. Bố giò chỉ đâu đó hả? Mà chôn mất thì nhá chứ mượn. Anh Lúa cũng là đi làm rồi thì trước kia nhà chú, cô chú này cũng lúc làm nhà cả anh Lúa thì cũng giúp làm đấy. Thì bây giờ đến đây thì chắc cũng sẽ đi vào bên trong xem nào. Nghe chú đây có kể ra là anh Lúa cũng đi làm thuê. Thực sự là anh Lúa thì đất ít đấy, lúc hoàn thiện nhà cửa thì anh em cũng đã bảo anh Lúa nếu mà có vật nuôi thì bà vợ ở nhà chăm cái con vật nuôi, còn anh mình và người con trai thì cũng phải đi làm thuê để kiếm tiền, coi như là mua gạo, mua ngô ấy, mua các cháu. Bây giờ mình đi vào bên trong ấy. Em thấy cái khu mảng bên này thì bà con ở trên đồi núi đất thì chưa làm cỏ nhé. Trên núi đá, ví dụ Lóng Pù này, bên Cám thì họ cũng đã làm cỏ hết, có khi là cũng cài ảo rồi, phủ đất rồi. Đây là một cái ngô kiểu như làm giống như cái ngôi nhà, cái túp lều sao nhỉ? Mình như cái nấm ấy nhỉ? Là giống cái nấm ấy. Mình để như thế này nhìn rất là gọn, rất là đẹp. Đây, lúc mà mưa vào có thể trúng mưa bên trong đấy nhỉ? Bên trong nó khô mà nhỉ? Khô mà. Đây. Kiểu dạ giống như cái nhà của cái dân tộc ở bên Tây Nguyên hay cái gì nhỉ? Nhà nhọn nhọn đấy đúng không? Vâng. Thực sự là cũng thấy cái đống cái cây thân cái ngô ấy, bà con hay chất một đống, nhưng mà cũng như làm kiểu thì lần đầu tiên mới thấy cái này làm cũng rất là đẹp. Mà chuột gà mông sao đấy, gà bản nhỉ. To thật đấy nhỉ. Nhà này cũng nhiều gà nhỉ. Nhà này nhiều bà. Cái con trống này chắc hơn 3 cân đấy nhỉ. To lắm. Rất là to. Trời lại mưa rồi nhỉ? Mưa rồi. Anh em lấy xe xuống đấy tí nữa hối hận nhỉ? Nếu mà lấy xe xuống là hối hận đấy. Lúc lên thì mệt lắm. Lúc xuống thì chơi từ từ có thể xuống được. Trôn xuống được, nhưng mà lúc lên dốc thì mình chỉ có phải đẩy thôi, đẩy. Kiệt sức. Không mà đẩy đến tối mới về đến trên kia được á. Đường rất là trơn luôn ạ. Đẩy cái xe máy từ bên dưới lên trên này phải mất một tiếng. Có khi là hai, phải hai người cơ. Xa phía đây chứ không phải gần đâu. Bên kia người ta làm nhà ấy, phải không anh Cánh nhỉ? Kia kìa. Tiếp bên kia kìa. Bên đấy họ đang làm nhà. Ngôi nhà đấy họ làm xong. Nhà mới luôn nhỉ. Chú vừa
Ừ, bên này lở nhiều nhỉ. Đi vào đến đây thấy vợ đây đang làm nhà to. Ủa, đây chẳng phải là vợ của anh Lúa. Ôi, ơi rồi liên hệ nhớ ra. Ôi, phải không nhỉ? Ôi, gọi không thể trả lời đâu. Chính là có phải không? Lâu quá mình cũng không vào đây rồi. Thế có không? Chị đấy là nhìn kiểu dạng giống vợ anh Lúa hay sao ấy. Cái nhà này cũng mới làm hay sao ấy nhỉ? Cái nhà này vừa mới làm, vừa di chuyển bên dưới. Xong đi lên hỏi chị này xong giống vợ anh Lúa hay sao mà. Ủi ôi. Thì ngôi nhà cũng rất là to. Nhà này chắc là mới làm đấy. Nhìn mới chín à? Quay. Ít tuổi này bây giờ đến nhà chín rồi. Ôi hỏi đấy à? Ôi đồ, vợ anh Lúa thật mà. Ôi mới chín à? Nhất rồi. Thế mà vừa nãy gọi thằng Thừa. Ôi rồi. Ừ, thế là lên đây nó xuống đi, nó mổ úa chín mua chín nổ nó như thế này. Chín mua nó mổ tám mổ. Rồi, đây là vợ anh Lúa nhưng mà lâu quá mình không vào. Lúc đấy là mình hỏ thì cũng không thưa mình thật. Và tới lỗ hũa chị tên nhá. Tiếng không thì tiếng còn thấy phải ăn cá nhân cho mà. Vợ anh Lúa đang bảo chuẩn bị lên xá để đi tìm điện. Cách chế một nhá. Một bộ tàu đó. Đến đây thì cũng gạt được vợ anh Lúa đang chuẩn bị ra xá để lấy tiền điện đấy. Thì vì vợ gia đình anh Lúa không tức là mình không lấy không có điện để sử dụng thì người ta khác cấp ra cho những hộ nghèo mà không có điện dùng những khoản tiền điện đấy ấy. Thôi bây giờ bảo vợ xuống nhà để thằng nhà cửa đó. Rất là may anh em mình đến đây cũng gặp vợ nhờ. May đến đây gặp ấy. Ờ, thì cũng đang mưa này. Ô, bên đây là nó xuống đây hết chỉ có rồi đó hả? Đây là... Ở đây đi. Ở đây là quên chỗ phần đáy. Phần đáy thử không? Phần đáy... Phần đáy... Phần đáy ra bác dạng nhà. À, phần đáy bác dạng bụi hoa lấy gì? Mùa chê. Mùa chê? Ê. Mà mình phục vụ chê nào? Mình làm mùa chí cá sấu chứ nè. Ờ, mùa chí cá sấu á? Đi làm gì? Đi vụ xây à? Không đi lấy sáp kiểu như mình dàn dưới dạo dạo ấy. Ôi như chê đó. Ô này gió nhủ đó. Lấy nhủ nè cá. Đây bác gái của anh Lúa, được chị gái. Lấy nhủ chị cũng có con la chị dâu đi trong. À suối à, tiền cho nên lấy quá chị xin mà thì chị chiếu chàng. Ờ, lấy. Đây chị nó xuống đây ấy. Ờ, nếu mà ta chơi mình chỉ nét là chơi chơi bé không? Ờ, vẫn chưa lo. Đây là cây chít nhỉ anh cái nhỉ? Ờ, tên này người ta, hay làm chổi ấy. Bên trên là cái trộn quýt nhà ấy. À. Ngọn ở bên trên đấy. Cái trộn chít sao đây. Cái này bật để làm trộn. Làm ra bông rồi. Đúng lâu rồi, bây giờ đi xuống theo sẽ vợ chọn Lúa cho anh Lúa thì cũng đi làm vợ đang ở nhà xem nào. À, con vật nuôi phát triển đến đâu và là gia đình có thể khá lên hay không nhá cô bác nhá. Vào đến đây thì cái chỗ này họ cũng đã cày nương chỉnh củ đất rồi sao. Tức là sắp ấy nhỉ, sắp trồng ngô ấy nhỉ. Này, ăn Tết sau thì có khi là những hộ gia đình người ta trồng sớm thì ăn Tết xong hết đi trồng chuẩn bị gieo trồng ấy. Con muốn vui chỉ mà để giờ tháo ốp thì tháo được rồi. Ốp thì tháo được. Một cái một là xuống đây chơi gì đấy mà mà thân một. Thế sao nhưng mà cá thế là cá cá. Đi chỉ cá cá hả? Mà tụi là nghĩa cái gì về cho có chạy xe nào nhỉ? Cá không nhỉ? Cá không nhỉ? Cá không nhỉ? Tưởng xung quanh cái ngôi nhà của vợ chồng anh Lúa như có bác ấy. Trước đang ở bên trong nhà thì vẫn bên là nhưng mà đào một cái hầm ở bên trong đấy. Nếu của tế cả, hôm nay tế cả ấy hả? Đây là không nhớ là cả tế hồi đó, chứ không nên là... Chùa tao đến đây, cái chùa ở đây nó được cả nhu thế, cả phát triển ra, nhu, nhu mua xảy ra. Sống rồi. Sống rồi, tư dụng lên đây, chứ mua. Lên đây mà ta tư dụng lên đây, chứ mua thế. Bóng thế là. Cái tông chùa, đi. Đây là xung quanh ngôi nhà. Thực sự là bà con trên vùng cao ấy, mình là những người mà kiểu như là không học hỏi ra ngoài xã hội thì mình cũng cũng không thể khá lên đâu. Không khá lên là một phần là do mình rượu chè nhiều quá. Thực sự là anh Lúa thì lúc anh em vào đây thì uống ít nhưng mà lúc làm hoàn thiện nhà cửa xong thì cũng nghe anh trưởng thôn kể ra là anh đấy cũng hay rượu chè. Công việc ở trong nhà thì cũng giúp vợ làm không giúp hay như là không giúp
hàng xóm người ta có gì thì sang cái nhậu nhẹt để say rượu về đấy thôi. Chúng mất tiền rồi á? Chúng mất tiền à? Thảo lên chúng ta đến chúng ta tiền lên nó đấy. Thực sự là rất là tối nha các bác ạ. Thảo từ đây mà khí ở mỗi lần thì mà khí nó có trong còn người ấy. Khí có trong à? Mà nên chỉ mua bốc hồn khổ là suối sang đấy á. Chỉ mua suối sang đây. À đây. Tài nó có thì sơn thì ta đến nó tạm thôi. Vào vào đây, đây là ngô. Ai tưởng là thóc nhưng mà đây là ngô nhá, rất là tối. Bây giờ chơi chỉ chiến đấu đúng không? Chỉ đấu không hóa chỉ hả? Đây thực sự là cũng khá lâu rồi, thì sáng nay có việc qua đây, xong mình ghé qua thì tham xem là anh Lúa ở nhà hoặc là kiếm cái gì chuẩn bị đón Tết. Nhưng mà nghe vợ của anh Lúa kể ra là anh Lúa đang đi làm thuê, kiểu như là đi dỡ giàn giáo này, mình hay là buột sát ấy, kiểu như mình không biết xây nhưng mà đi làm phụ ấy, phụ xây để bê gạch này, trụ vướng cho họ đấy thôi. Nhìn đi, nhìn tôm nhiều nó chín được rồi, chúng mình cần ra tải á. Muốn cần ra tải thôi. Thế đi chị chơi sửa nhu á. Chú là để ăn cái gì nè? Hôm nay chị à? À. Sáng nhá, củ sáng này các bác ạ. Sáng luộc phải không nhỉ? Sáng luôn. Chắc là cũng chị ăn sáng thế thôi nhỉ. Ủa cái nồi này cũng không có gì này. Canh. À, thực sự là cũng xin phép tất cả quý khán giả các bác ạ. Vì mình vào đến hoàn cảnh gia đình bà con, mình phải xem qua nồ niên xô chảo xem là bà con nó ăn uống như thế nào. Nhưng mà thực sự là một số khán giả người ta bảo là em cái cũng tự ý mở nồ nghe các kiểu của bà con như thế nào là mình vô đi quá ấy. Thực sự là nhưng mà bà con mình có cái gì ăn đấy, không có thì mình thì nó ví dụ nồ mà sáng thì ăn cả ngày. Nó là chuyện bình thường mà nhỉ? Vâng, đấy mình cũng mở xem là bà con ăn uống như thế nào thì cũng là bình thường, nhưng mà một số các bác ở dưới xuông ấy, người ta bảo là mình tự ý mở như thế này là lại không hay ấy. Không đẹp này. Chuồng trại này. Cả vật nuôi tức là được cô bác hỗ trợ từ A đến Z. Ồ, mà nhu thật ra đi chị đâu yêu rồi. Chị thật ra đi chắc thôi. Ôi dồi ôi. Bò mà trước kia thì mua về một con thì anh Lúa bảo là cái con lúc em cái mua về ấy thì nó không phát triển, xong lại đổ lại con này. Nhưng mà thực sự là cô bác em cái cũng nghe anh trưởng thôn kể ra là do anh Lúa là kiểu như là rượu chè nhiều không giúp vợ con ấy. Thì bò thì nó cũng cho nó ăn uống không đầy đủ. Đôi lúc ví dụ mà bò chuẩn bị động dục ra ấy thì nó cũng không biết. Mình cũng không phố không cho con đực nhảy vào thì làm gì phát triển. Ý là sử nhung mà thật thì nó chùa thì phô này chứ mà yo thì tao cho đi thì chỉ cho mà nhưng mà yo phô mà ngon ngon. Ôi chùa chỉ chùa mà thật từ chết xong thì chỉ phô chứ không? Chết xong thì chỉ phô. Có khi thật được phô thì chỉ phô chứ à? Bên này mà tôi nhớ cho tao mà như cái chiếc chân mà hai lần là tí phô cho. Hả đi á? Bên này mà nhớ đi mà tại nhớ tía rồi. Chờ đi cả. Bên này mà như tao chân mới tao chân mà như là chỉ phô cho. Anh Lúa bảo là ví dụ mà bò mình nó chuẩn bị hấp động dục ấy, mình cũng phải đi mượn con đực về nhảy, cũng phải lấy rượu chè một chai rượu ấy để sim họ cho mình mới cho con đực nhảy vào, không có rượu vào thì họ không cho nữa. Thế ôi chứ muốn chỉ má mủ ô cá đúng chưa, ô mủ nói mủ chưa đấy, mủ chưa đấy, nhưng gì đấy mủ. Vợ anh Lúa còn chuẩn bị lên xá để đi lấy tiền ấy, thì chắc sợ thì muộn thôi, anh em chắc di chuyển đi lên trên đấy nhở. Đi theo xem là đây rồi đi lên trên nhà em Linh á, xem là trên kia là đẩy xe đi kiểu gì. Vâng, tham em Linh đã đến đây thì mình cũng tham là em Linh ấy. Em Linh là một cô ấy đi Trung Quốc 8 năm về cũng được cô bác hỗ trợ cái ngôi nhà, vì em Linh đấy là đang thanh niên chưa vợ con thì chắc em cũng có nhà cửa sổ sẽ tự đi kiếm tiền ấy, tiết kiệm tiền để sau này mình có vợ lập gia đình. Đứa con này là đứa con Úc ấy, lúc anh em mình vào làm nhà hoàn thiện nhà cho vợ chồng anh Lúa thì lúc bà bắt đầu vào làm nhà thì cũng đã có chửa rồi. Thì cũng để nhà đứa cháu này là con trai. Tôi nên mua tờ kết hết nhỉ? Mua tờ ít chồng đau lỗ xuống nhỉ? Nó là mua kia ní mà, rồi ít mua ở chồng. À, cũng gần 2 tuổi rồi. Tức là cháu cũng đi được ấy. Vì thực sự là bà con đây thì cũng phải đẻ có nét có tẻ, tức là vẫn phải những người già người ta phải đẻ phải đủ có đủ anh em cơ. Trước khi anh Lúa bảo là anh Lúa có một con trai rồi cố để thêm đứa con trai nữa. Thế lúc đấy chị bảo là anh Lúa đấy đi làm đấy thì anh Lúa có gửi tiền về không? Tí là mua ua rốc ua công nào thì xa xia là phút rồi nên ua mọn nó chỉ sang. Nó có là cái đó chỗ đấy thì nó lấy thế. À sao tao lỗ chỗ đó thế rồi? Đó chỗ đấy thì nó lấy ta. Thế cũng thế như lì thế phải lấy. Đi làm thuê đấy cũng kiếm được tiền, kiểu như cũng gửi tiền về cho vợ ở nhà để trả nợ, kiểu như mua gạo mua ngô để ăn. Thế thì do tổ chiết thì do mùa còn sái khó nhiều là mùa dưới thì mua tổ chiết nó. Nên có
mà tính nhau nhìn 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 bác chống hộ ấy, xong thì bạn lúa cùng chị ở bên trên đấy thằng đẩy xe lên. Bây giờ cái đoạn này cũng dốc mà trơn, thế là không biết là đẩy thế nào lên này Minh nhỉ? Tí nữa anh em xem nào, có khi mình giúp một tay nha. Bây giờ có một em đang đi xe máy đến đoạn này, chắc trơn quá không đi được Minh ạ. À, mặc đây này. Chỗ này trơn nó không đi được rồi. Trơn lắm rồi. Một chỉ tàu đâu? Ui dồi. Dùng cái chế nữa. Chế mà như sạn hả? Đấy, bị mắc ở đây rồi. Đấy, con này một tổng phế mà. Một tao là rồi chết rồi, chết chết rồi. Vậy nữa thôi. Đẩy xe thôi hả? Lấy mất cái phát thả anh sao vậy? Ôi, chết nó thơm rồi. Chá ra, mình ra cái thơm. Sao, ớt lòng sao? Ốc bát hữu thơm. Hả? Ốc bát hữu. Mà đi theo cùng thì hổ. Đấy, đoạn này ngứa đầu ấy. Nó ngay nỗi mà ngứa đầu luôn nhá. Hơn chục mét cũng đã mệt rồi, con đi mà. Cọp bỏ ra không có tốt mà. Chạy chế đúng không? Bên kia lại mưa rồi. Bên kia đang mưa phùn. Nhớ thắc kê mà, tiếp một bộ tiểu. Thế tí nữa về, có về được không? Chính chỉ tôi lỏ đi. Anh chỉ lỏ cho chế thì bỏ. Chắc rồi sao lại ở đây rồi. Thì nó không xuống nữa rồi. Các xe trên kia. Ờ, xe thì bên chỉ khó đẩy lên thôi. Nó sẽ xe gửi bên trên nhà ông bà. Em cái vừa từ nhà anh lúa đến đây thì ngôi nhà này của anh Lình ấy cũng khá là cũng chứng tỏ không biết là đi đâu nhỉ, mở cửa ốp đây này. Và cái gì nhỉ, nó sao lại chưa sợi dây ở đây nhỉ anh cánh nhỉ? Chắc là một cái buồn Lình nó vào đây ngủ thì buồn cầu mông cái tâm linh phú quốc có gì sao. Bên này không anh ngủ đây, đây. Cũng có mà đây. Cũng là cũng có người ngủ sai, biết là dạo này em Lình ôi đi đâu? Hay là nhà, ở nhà trên kia nhỉ? Ừ. Vì có khi hay sang nhà anh Dính ấy, ừ. Để làm việc đấy. Vì em đấy là một mình thôi. Em ừ. Lình là một mình, cô bác ấy, em đấy một mình đúng rồi. Em thỉnh thoảng hay ở nhà anh Dính giúp bà cắt cỏ, cắt đua đang bên trên đấy. Ở đây có một cửa sổ đấy, thiết kế đây là rất là thoáng. Mình làm đây thì nó cũng mùa hè, rất nóng thì mở ra chỗ này nhá. Nhìn sang bên kia nó thoáng. Đúng không? Không thấy đây, mình lên bên kia nhỉ? Chắc anh em di chuyển đi sang bên trong để hỏi anh Dính xem nào. Biết là em Lình đâu. À, em cái nhớ cái 2-3 tháng vừa rồi cũng có gặp em Lình một lần ở bên Khâu Vai. Chị hỏi qua em đấy là nghe em kể là đi làm thuê gì sao ấy. Cũng về đang tiết kiệm tiền để lấy vợ này. Cái vật nuôi thì trước kia nghe anh Dính kể ra là con dê. Em Lình một mình thôi thì em chuyển đổi sang mua các con lợn. Con lợn thì nó chỉ lấy nuôi thôi. Còn con dê thì cũng dế, nhưng mà dê thì mình phải thả lông đi ấy. Phải có người đi chan, còn lợn thì nhốt. Cũng em mình cũng giúp anh Dính làm việc vào đây thì cũng
thì gia đình nhà anh Lính, anh Dính ấy nuôi lợn là phát triển rất là tốt nhé. Đặc biệt là nhà anh này rất là nhiều ngỗng nhá, người nọ vào thấy nhiều lắm. Nhà đại gia mà đại gia nhất xóm này cũng là cán bộ thôn đấy. Múa chi ơi, chư ơi, tua xúa ơi, muôn buồn một xúa. Lợn đây cũng rất nhiều này. Nhiều nhỉ, ba con mẹ luôn nhỉ, bốn con ấy. Thực sự là gia đình nhà anh Dính này bảo là nếu mà cái đợt mấy năm 2018 lượng phát triển thì nó bán được. Anh Dính bán một đàn tầm 10 con có thể mua được con bò. Một con được 2 triệu ấy, thì mình có thể mua được cái con bò này. Đây. Được nuôi rất nhiều. Có cả con chó. Ô, chào anh Dính. Chào anh ạ. Lợn đây bán không? Lợn này nuôi rồi, lợn nuôi rồi. Nuôi đó, nhiều thế là gì nuôi hết được. Là cô hết mà, là sức xả hết mà. Sức xả không? Anh Dính cho em hỏi bây giờ lâu lâu không biết là Lình đi đâu hả? Lình đi là... Đi làm đâu? Đi là Hà Nội. Đi làm Hà Nội à? Vâng. Ô, nhưng mà bảo Lình không biết tiếng thì vẫn đi làm có, được. Có, đi lâu lâu biết một tí mà. À, bây giờ vẫn nói được phải không? Là đi nói một tí, đi lâu rồi. Thế đi làm công ty hay là đi làm cái gì? Đi làm ngoài mà. Làm ở đi làm ngoài, đi làm theo cái đường này là cái bà dẫn dẫn các quê. Tức là mình đi cùng đổ bê tông không? Đổ bê tông, đúng rồi, đúng rồi. Thế nghe về trước kia bảo là lấy con dê đổ với con lợn là con nào nhỉ? Con này ạ. À. Để được. Để rồi. Mấy lứa đấy? À, một lứa thôi mà. Một lứa thì mấy con? Cho phố bao nhiêu lần? À, cho phố bao nhiêu lần ạ? 8 cô. Thế phát triển tốt rồi. 8 cô nhưng mà con lợn này... Có tốt không? Để cái con lợn này... này... ám lắm. Ám à? Không xin được. Ám lắm là nhảy đi... Kể cả anh đi chăm sóc cho không tuân, chăm sóc cho lợn để có con này cũng yếu. Nhưng mà chê hết là 5 con về có 3 con. Có 3 con à? Có 3 con, anh bán thì 1 con về có 2 con. Nhưng mà to rồi. Đấy. Có 1 con kìa, có 1 đĩa đấy. Có 1 cá, cho từ hôm qua đam mua này. À, cô bác thực sự là để ở nhà anh Dính là yên tâm. Thứ nhất vì anh cũng đã là trưởng thôn này, anh vừa giúp ôi, em Linh. Hai con bỏ đây này hết mà. À đây à? Vâng, hai con đây phải không? Thế ra đây hết rồi. Lúc đấy em ra định bảo là anh bán em mua ấy, mua con đi bán không? Hai con này không bán đâu. Bán đi, con này anh giả bao nhiêu mua đi làm giống. Nuôi hổ cho Lành mà. À, nuôi hộ Linh à? Đấy. Thế con bé béo kia là con mập mật đấy là con... Hai con được hết. Hai con được hết à? Ba con được hết, nhưng mà... vào họ nhờ công ty rồi lấy một con đi cống bán đi một con. À, bán đi một con rồi. Có chi chăng. Bán lâu rồi. Thôi, bây giờ lâu quá thì anh em mình cũng chưa vào đây. Hôm nay có chút việc qua đây xong thì ghé qua thăm anh Lình thôi. Dạo này Tết đến nơi rồi, không biết là em đã chuẩn bị lấy vợ chưa ấy. Em Lình chắc cũng mong là lấy vợ nhỉ. Không, họ là bây giờ không có bố mẹ nên là họ là chắc lấy vợ chứ mình vất vả lắm rồi. Không có bố mẹ nhưng mà vẫn có anh. Anh giúp được không? Anh cũng giúp được nhưng mà anh là không phải là dùng họ. Lành anh dùng họ khá rồi. Anh phải giúp được một ít thôi, anh không phải là giúp được hết anh. Mình cũng chỉ là tức là mẹ của em Linh là cô, bố của anh Dính là cậu thì vay vế ra là anh Dính với em Linh cũng là hai anh em ấy. Cô cậu tức là chị gái và anh trai cậu cũng để ra mình cũng vay vế cũng không cùng với họ kiểu như là anh em hàng xóm thôi. Bởi vì anh Dính cũng là mới xuất hiện mình còn một trưởng thôn. Thôi nghe bảo là Linh cũng đã chuẩn bị lấy vợ chắc cũng tiết kiệm được tiền nhiều nhở. Nhưng mà Linh hỏi là lấy vợ nhưng mà cũng năm ngày rồi vì lấy một Linh vợ chạy đi mất tiền 7-8 triệu tiền. Cái cống phần an lần tính đi tính về họ là thế không lấy nữa, quyết định không lấy nữa nhưng mà có ý định nhưng mà phải để lâu một tí, phải đi làm phải có ít tiền. Bây giờ tiền là không có đồng nào rồi nhưng mà chỉ là có ít tiền nhưng mà về nhà trong thủ như có người yêu lấy được, không có người yêu đã. Thực sự là yêu nhà cửa có rồi thì cũng có anh giúp đỡ. Anh nhà này anh cũng suốt ngày anh ngủ mà có trẻ con ngủ này Dính trong nhà chờ đợi trong nhà vì chờ em Lình sau này có vợ con có gia đình ổn định thì em khác được vào đây ở nhé cô bác nhé. Thôi hôm nay thì em cái cũng vào đây không chủ yếu vào đây chẳng qua là mình có việc đây đi qua để thăm lại gia đình em Lình Tết cũng đến nơi xem là em làm ăn như thế nào. Nhưng mà giờ này em cũng đang đi làm ở dưới Hà Nội. Giống như anh Dính kể là mình con ngựa mình phải ra ngoài cơ. Lúc đầu thì không biết tiếng nhưng mà đi làm lâu lâu chắc nói được nghe được phải không? Đi là nhiều đi lâu lâu đi gần 7-8 tháng rồi. Cũng nghe đồ một tí rồi. Thế tốt rồi nhá. Thôi bây giờ chắc em cũng xin phép về thôi. Nhá, anh có khách thì anh cứ đi vào nhà tiếp khách nhá. Cảm ơn mẹ nhá. Vâng, cô bác bây giờ chắc em cái cũng em quay phim mình cũng di chuyển đi về thôi thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở video tiếp theo.